Chào bà con, cô chú, anh chị. Hôm nay bên shop đồ hạng trân trọng giới thiệu bình xịt đa năng, tưới cây, xịt thuốc, rửa xe bọt tuyết. Đa chức năng, như là vừa có thể rửa xe bọt tuyết, vừa có thể tưới cây. Sau đây mời anh chị xem phần test thử của shop. Đây, phun sương gắt chi là nhuyễn. Có thể thấy hạt sương li ti bằng mắt thường nha anh em. Xoay vòi sang phải thì nước nó sẽ ra mạnh hơn nha anh em. Còn xoay về bên trái thì nước sẽ trở về chế độ phun sương. Ấn nút đẩy về trước để giữ chế độ liên tục nha anh em. Đặc biệt là khi anh em mua bình xịt tưới cây bên shop sẽ được tặng kèm cái đầu rửa xe bọt tuyết. Khi nào anh em muốn rửa xe thì anh em thế cái đầu này vào ha anh em. Sau đây thì bên shop sẽ lắp vào cho anh em xem thử. Đầu tiên thì mình lắp cái ống xanh này vào cái ống dẫn nước bên trong. Nhớ nha anh em, cái đầu trên này mình gắn cái ống xanh vào. Dễ dàng. Giờ mình lắp vào cái lỗ ở bên trong đây. Rồi vặn lại. Và cái chỗ cái vòi này thì mình thay vào cái vòi bọt tiết vào nha anh em. Dung dịch bên trong thì mình chỉ cần xà bông rửa chén là có thể tạo bọt tiết nha anh em. Không phải như vậy nha anh em, mà anh em phải mở hết ra. Ây gớt. Cái nắp này anh em đưa vào trong cho cái đầu nó bằng. Rồi anh em dặn cái vòi xịt bọt tiết vào nha anh em. Như vậy là chúng ta có một bình xịt rửa xe bọt tuyết rất chi là tiện lợi. Giá cả thì phải chăng, chỉ vài chục nghìn là anh em đã có được một bình rửa xe bọt tuyết. Anh em đi theo tôi xem cái bình xịt bọt tuyết này nó sẽ tạo ra bọt tuyết ok không nha anh em. Không ok là tôi không bán nữa nha anh em. Cái này đi. Để tôi dẹp cái cây cái đã. Chưa gì tôi đã thấy ok đó nè. Còn phần bọt tuyết thì tùy anh em nhìn vào mà đánh giá ha. Cái này là quay clip thực tế cho anh em xem và tự đánh giá nhận định là có nên mua hay không. Anh em nào kỹ tính thì mình mua hai bình về mình chơi nha anh em. Mua bình xịt tưới cây 2,5 lít với lại một bình để pha xà bông bọt tuyết 1,5 lít là anh em chỉ cần tốn 4 lít nước thôi là anh em có thể rửa một chiếc xe rồi anh em. Không cần phải tốn 20-30 nghìn ra ngoài tiệm đâu anh em. Để tôi lấy bình xịt nước tôi xịt cho anh em coi luôn. Cái bình xịt thì mình chỉnh qua chế độ xịt bắn tia nước nha anh em. Đó, muốn mạnh thì bơm hơi nhiều vào. Ok thì bấm đặt hàng nha anh em. Và sau đây tôi sẽ giới thiệu cho anh em tất cả các dòng bình xịt bên shop hiện đang bán sỉ và lẻ. Mời anh em theo dõi. Ok. Dòng bình xịt Suvina công nghệ Hàn Quốc có các loại như sau: 1,5 lít, 1,8 lít, 2,5 lít. Và nó có hai mẫu kiểu nha anh em, 5 lít, 8 lít. Bình lớn hơn nữa thì hãng khác nha anh em. Bên Suvina chỉ có tới bình 8 lít thôi à. Bên shop sẽ chuyên cung cấp sản phẩm chính hãng Suvina công nghệ Hàn Quốc. Nhựa tốt, chất lượng cao, sử dụng được lâu dài nha anh em. Đối với loại 5 lít, 8 lít thì nó sẽ có quai đeo để anh em đi xịt thuốc ha. Loại này thì nó không phun bọt tuyết nha anh em. Loại này chỉ tưới cây thôi, xịt thuốc. Nó có thể chịu đựng được chất hóa học nên là anh em cứ yên tâm mà xịt thuốc cho vườn nhà mình. Ngoài ra thì bên shop có bán thêm phụ tùng cho anh em, hư cái nào thay cái đó. Giá cả phải chăng, sỉ lẻ đều có. Anh em muốn nối dài thì có cần nối dài. Hư ron thì có ron mới. Anh em yên tâm về sản phẩm Suvina bên shop nha anh em. Shop sẽ cung cấp đầy đủ cho anh em, không sợ thiếu bất cứ thứ gì. Đây, thiết kế thì gọn nhẹ nha anh em. Bình nhựa gọn nhẹ, dây đeo chàng vào cổ, mình bơm và mình vừa bơm vừa xịt một mình ha. Rất là đơn giản. Bên trên nó có cái phiểu mình để thuốc vào không sợ đổ ra ngoài nha anh em. Bình 5 lít, 8 lít thì cũng vậy thôi, chỉ khác cái dung tích. Dây dài 1 mét nên anh em yên tâm, có thể xịt ra xa. Và anh em muốn lấy cái này tưới cây thì cũng được, bình thường không sao cả.